Sau một thời gian thì gặp lại chị thì bây giờ chị có thể chia sẻ cái cảm xúc của chị lúc này sau khi mình thay đổi hành xin xếp lại thành năm bàn xứ thành nhân văn tâm không ạ? Chị cảm thấy tự tin hơn, làm như là mình thấy mỗi cái nói chuyện đó mình tự tin là mình vui hơn. Tức là mình thấy nó thay đổi khác so với cái năm xứ nhân loại trước đây không chị? Khác hơn. Giúp cho mình cười rồi là giao tiếp với mọi người tự tin hơn đúng không chị? Đúng. Với lại cái màu sắc này thì em thấy là nó cũng sáng hơn với lại cái dòng xứ loại. Và chị Ngân ơi, thì mình đã được các bác sĩ nhắn bản cho chị khoảng 1 tuần để ăn nhai thử rồi, thì chị có thể chia sẻ với mọi người rằng cái năng xứ này lúc mình ăn nhai nó có tốt không chị Ngân? Lúc đầu mình gắn về thì mình ăn thì nó hơi cộm, khó chịu tại mình chưa quen á. Rồi hôm nay thì mình quay lại để các bác sĩ gắn lại cho mình sẽ ăn uống, nghĩa là chắc như răng thịt nó bình thường lại như răng thịt của mình. Hàng chưa biết là cái quá trình mà mình thay đổi năng xứ như thế nào, thì chị Ngân có thể kể sơ về cái quá trình chị làm xứ cho tất cả các vị khách hàng được không ạ? Lúc đầu thì các bác sĩ gắn răng tạm cho mình về, xong rồi 3 ngày sau mình quay lên gắn một lần nữa để cho mình về mình ăn uống thử như thế nào. Hôm nay thì mình quay lên là chỉnh lại những cái răng mà nó bị cộm rồi, chỉnh màu sắc lại rồi ba gắn luôn. Vậy thì chị Ngân thấy là cái quá trình mà mình làm răng nó có đau ê rồi như nhiều người nghĩ không chị ha? Không à, mà nó mình ăn thì nó hơi bị cộm, nó nhức thốn một chút xíu. Tức là còn cái quá trình mà làm thì có thuốc tê hỗ trợ nên là không có đau ê đúng không chị? Đúng Tại vì có rất là nhiều vị khách hàng là mong muốn được thay đổi răng sứ giống như chị Ngân, nhưng mà tâm lý chung thì ai cũng cảm thấy là sợ đau. Là chị Ngân có chia sẻ gì cho các vị khách hàng mà cũng muốn làm nhưng mà còn đang lo sợ không chị Ngân? không? Lúc đầu mình cũng thể mình cũng sợ. Nhưng mà là lúc mà chích thuốc chưa xong rồi là không có đau, rồi về uống thuốc là bình thường. Tức là quá trình làm không có đau gì hết nên là chị Ngân đã là người trải nghiệm trước và cũng khuyên các chị em là nếu mà mình muốn thay đổi năng xứ cho đẹp thì mình cứ mạnh dạn mình đến nhà văn tâm. Bởi vì tất cả các quá trình đều có sử dụng thuốc tê và sau đó thì bác sĩ cũng cho mọi người ra thuốc nên là quá trình không có đau gì đúng không chị Ngân? Chị Ngân có thể chia sẻ sơ về cái quá trình mình làm răng tại Nha Khoa Tâm thì mình đã được các bác sĩ và nhân viên tư vấn như thế nào, thì chị có thể chia sẻ cảm xúc của chị không ạ? Chị thấy ok, mà mấy người như tư vấn nhiệt tình, là bắt các bác sĩ làm cũng nhẹ nhàng. Chị muốn gửi lời cảm ơn đến các bác sĩ. Rồi em cũng xin cảm ơn chị Ngân luôn vì chị Ngân đã dành chút thời gian để chia sẻ với mọi người về quá trình làm năng xứ, thay đổi năng xứ kim loại thành năng bàn xứ như thế nào và cũng như là những cái trải nghiệm thực tế của chị Ngân để giúp cho mọi người mà những ai muốn thay đổi năng xứ còn đang cảm thấy lo lắng thì mình có thể nghe những chia sẻ của chị Ngân và có thêm động lực để làm đẹp đúng không chị Ngân? Và hy vọng là những chia sẻ vừa rồi của chị Ngân sẽ giúp cho mọi người hiểu biết thêm về cái quá trình thay đổi năng xứ kim loại và năng bàn xứ thành nhân văn tâm như thế nào. Và chương trình cũng còn rất nhiều số đăng ký và mọi người có thể đăng ký trực tiếp ở kênh YouTube nhân văn tâm hoặc là có thể nhắn tin trên Facebook của nhân văn tâm. Và cùng với chị Ngân xin nói đến lời chào và hẹn gặp lại mọi người trong một số tiếp theo của nhân văn tâm. Quan tâm cũng hy vọng rằng sẽ được phục vụ nhiều vị khách hàng hơn nữa. Chương trình hiện tại đang còn rất là nhiều suất ưu đãi, mọi người đừng bỏ lỡ cơ hội này nhé. Và đặc biệt mọi người cũng đừng quên nhấn nút subscribe để đăng ký và theo dõi kênh YouTube của Nha Quan Tâm trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.